Hello, xin chào mọi người. Bữa nay TT sẽ đập hộp một cái truyền hình LED trị giá 70 triệu. Và sắp tới tất cả anh chị em hãy lên không gian nhà TT thì mọi người sẽ được ngồi ăn gỏi và mọi người sẽ được xem những hình ảnh của TT trên màn hình LED rất là rõ nét và rất là đẹp. Tất cả anh chị em nào mà đến quán nhà TT giống như là ở dưới hơi chật chội thì mình có thể lên phía bên trên này giùm TT. Mình sẽ coi TT trực tiếp trên màn hình. Với lại mọi người sẽ coi ngồi ăn từ đây, đi ra tới phía trước, ngồi nhìn xuống phía sân thượng, nhìn xuống dưới rất là đẹp và không gian rất là thoáng mát ở trên phía bên trên lầu. Trang trí thêm để cho nó sẽ đẹp hơn và cho tất cả anh chị em thoáng mát hơn. Mọi người thấy đẹp không? Màn hình rất là rõ nét luôn. Với lại hình ảnh rất là rõ nét. Và mọi người xem gần xem xa cũng được. Có thể là Thi sẽ ở trên đây là một cái phòng khách để khi nào mà sinh nhật con Thi và Ti Thi hoặc là đám cưới Ti Thi thì mình có thể lên đây mình hát karaoke chơi trên phía bên trên này rất là đẹp. Với lại Thi cũng đang đặt bộ bàn ghế này nọ cho mọi người bắt mắt hơn và đẹp hơn ở phía bên trên này nha mọi người nha. Và sau đây cái truyền hình của Thi á, Thi sẽ đo cho tất cả anh chị em nha. Từ ở cái phía màn hình 1, 2, 3, 4, 5 thì nghĩ là 8 gang. 8 gang tay cái màn hình và chiều ngang là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi 9 gang luôn. 9 gang tay mà đẹp quá mọi người ơi, rất là rõ nét luôn. Ngồi trên này hả, không gian rất là thích thú. Cảm ơn tất cả anh chị em nha, hẹn gặp lại vào clip ngày mai. Thì đi đâm gỏi rồi. Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello, xin chào tất cả anh chị em hôm nay đến với kênh TT Vlog hôm nay. TT sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em căn nhà của TT chuẩn bị sắp khai trương ở phía bên trên. Thì hôm nay á, là cái gạch này nè, TT mới lót tường nè, mọi người thấy đẹp không? Đó, lót tường cho tất cả anh chị em và cầu thang TT sẽ lót lại hết. Lên tới phía bên trên nha, đây. Cầu thang lót mới, ở dưới chưa lót, ở đây mới lót tường với lót cầu thang. Và cầu thang TT sẽ mở rộng ra, đó. Màn hình LED của TT làm đã xong rồi. Thì bây giờ á, đây nè ha, đây là cái màn hình của TT phía sau, ở phía trước. Thì quay cho tất cả anh chị em, đây là chồng Thi làm màn hình LED. Đây nha mọi người, thì màn hình LED nè, xong rồi. Rất là đẹp. Rồi anh chừng nào mở anh. Đây nè, tí nữa em mở màn hình LED lên cho mọi người coi nha. Đây cái màn hình LED rất là rộng luôn. Đây nha, cái màn hình LED của Thi vừa xong rồi. Thì bây giờ á, ở phía bên trên của Thi, căn nhà của Thi á, ngày mai là Thi gắn lan can với gắn cửa rồi. Thì là đủ hết trọn bộ ở phía trước này. Còn ghế á, thì Thi đang đặt ghế cho nên tới một tầng nữa. Thì bây giờ là Thi hẹn mọi người đi qua Noel thì sẽ khai trương trước Tết nửa tháng. Đó, tại vì biết sao không? Tại vì còn trang trí hình này nọ nó nếu mà cho đẹp hoàn thiện luôn á thì nó còn lâu. Với lại thì căn quán nhà Thi bây giờ nó cũng sạch sẽ đẹp đẽ rồi, lan can ngày mới có, cửa ngày mới có nè. Là đủ hết ở ngoài phía trước này rồi. Thì Thi còn trang trí bông hoa thiệt nữa, cảnh hoa thiệt này nọ nữa. Thì mọi người thấy chợ rộng không? Mọi người ngồi ngay đây thì mọi người sẽ nhìn vô cái màn hình. Nhìn vô màn hình ở phía này, màn hình LED là Thi làm tí nữa là Thi mở lên được rồi đó. Thì bây giờ là ở đây á, là cái màn hình LED. Còn ngay cái chỗ Thi đứng á, là một cái xe Thi trưng bày cối, chài, bồn rửa tay xịn luôn nha mọi người. Đây, ăn xong mà rửa tay nó có hai cái bồn. Một cái bồn ngay nhà vệ sinh, một cái bồn ngay đây phía trước. Thì mọi người muốn rửa đâu rửa. Cái xe đó là nó có đèn. Đó, nguyên một cái xe đẩy có đèn. Để Thi trưng bày cái cối lên đó. Thì cái xe đó là cỡ 1m2. Nó dài hơn cái này một tí xíu. Thì cối thì để lên đây nè, chân lên thì mọi người đến đây mọi người thưởng thức thử đâm gỏi. Giống như là những cối chài của Thi ngày xưa đó, Thi chân lên cho mọi người đâm gỏi để thưởng thức thử để có cái cảm giác là đâm gỏi nó như thế nào. Thì Thi sẽ trưng bày ngay cái khu này. Trưng ngay cái khu này cho mọi người, mọi người sẽ được chụp hình ngay đây luôn. Tại vì cái xe nó đẹp lắm, Thi đặt nguyên cái khung xe luôn. Còn hình của Thi á là bắt đầu ngày mai, ngày mốt là có rồi. Thì Thi sẽ rửa bự 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 thôi, bự bằng cái tường này luôn. Một bên một tường là một tấm. Còn cái tường này là 2 tấm, tường này 2 tấm là 6 tấm. Thì bên đây 1 tấm, 2 tấm nữa là 8 tấm, 2 tấm là 10 tấm thì đổi hết mới hết. Đó, còn màn hình đây là Thi chạy chạy YouTube của Thi, Thi xem trên màn hình liên tục ở trên đây. Thì mọi người nhìn từ đây hay mà ngồi từ đây mà nhìn ra tới ngoài đường cũng thấy người nữa. Nó trống hết luôn.
Thi đã quyết định ra hết rồi, Thi mới làm được hết. Rồi bây giờ Thi sẽ quay cái cầu thang cho mọi người nha. Và kế tiếp nè, cái nhà vệ sinh thì mọi người cũng góp ý. Thì đây cái nhà vệ sinh của Thi. Nhà vệ sinh nam thì nó sẽ có cái màn cửa. Thì ví dụ mà bên đây á, ngay cái đây nha, ngay chỗ cái này là có cái bồn rửa tay ngay đây. Bước lên cái rửa tay hoặc đi tiểu nhà vệ sinh cái ra rửa tay. Hai cái nha, thì ở đây có cái màn kéo qua. Có cái màn có hết á, nhưng mà chưa, tại vì đang làm cầu. Thì bây giờ Thi sẽ quay xuống cho mọi người nha. Bước lên là có cái bồn rửa tay ngay đây. Rồi cầu thang bự lắm bây giờ nè, cầu thang nè. Cầu thang rất là rộng luôn. Cầu thang rất là rộng luôn. Đó. Còn cái khung đường này á là Thi á gắn đèn. Thi gắn đèn khung vậy là làm cái dạng mà giống như cái cầu thang khung đèn vậy đó. Rồi ở đây có một cái tấm hình Thi với con Thi ngay đây bự, ngay đây luôn. Tấm hình ngay đây. Còn ở phía dưới á thì ngay chỗ rửa chén này á là Thi dọn hết. Rồi xong rồi Thi sẽ múc trà phía sau này và chiên bò phía sau, thì làm cái máy hút lên trên. Hút sạch. Còn cái con đường mà Thi đi bước vô đường này nè là Thi dọn hết, Thi đập ra hết. Cho mọi người chống luôn, đi từ phía trước ra tới phía sau luôn. Thi sẵn sàng cho mọi người luôn, không làm mọi người thất vọng với cái lầu trên của Thi. Còn cái khu này á là Thi sẽ chiên bò, múc trà ngay khu này hết. Đó. Rồi, chiên bò ở đây là Thi là gắn máy hút lên trên. Thì Thi đang đặt cái xe đó là có lò ga ở trong đó luôn, nguyên một cái xe bằng inox. Lò ga nằm ở trong đó luôn. Thì ở đây á Thi sẽ chiên bò, còn Thi đặt nguyên cái thùng nước đá luôn, loại cao cấp luôn, thùng nước đá để xúc nước đá đó. Loại bằng inox luôn, trị giá 6 triệu. Cỡ 7 ngày mới có. Thì cái đó là mình để đi đâu cũng được, mình xúc nước đá được luôn, là không có xài bằng thùng mốt nữa. Đó, lò ga là Thi sắp xếp lại gọn gàng giống như một cái cửa hàng, mà cái nhà hàng lớn vậy đó. Đó, Thi chơi ngay chỗ cái khu này hết. Rồi xong rồi Thi sẽ gắn một cái bàn tre, cái mũ tre mà giống như Hàn Quốc đó. Che cái khúc này thôi, đó, để rửa chén. Che lại thôi, thì mọi người đi lên đường này có bông hoa, Thi trang trí theo cái cầu thang, rất là xuất sắc. Đó, còn cái con đường này thì chỉ ra ý tưởng luôn nha. Đập hết cái khu này ra luôn, thì đập luôn. Cho mọi người hết, dọn hết cái đường này cho mọi người đi vô thẳng đường này đi lên luôn. Từ ở phía trước vô tới phía sau đi lên luôn. Đó, là cái đường này là không có gì hết, bây giờ là nó đang bụng bề. Chút nữa là Thi dọn sạch hết. Rồi sau đây Thi sẽ quay phía buổi chiều trước cửa nhà Thi. Thì mọi người hãy đón xem trong vòng một tuần nữa, thì mọi người sẽ thấy căn nhà của Thi càng khác biệt hơn nữa và chống thông thoáng hơn. Bảo đảm với anh chị em không bao giờ thất vọng. Thì nói chung ra tất cả anh chị em lợi nhà của Thi muốn thông thoáng thì lên phía trên, muốn gió mát thì ra phía ngoài, còn muốn chật chội nhộn nhịp thì vô phía bên trong nhà. Mọi người góp ý thì cũng làm theo ý mọi người. Chơi xả láng sáng dậy sớm. Bây giờ chuẩn bị Thi đi vô đâm gọi tiếp tục. Vì tương lai xa cho nên mình phải cố gắng để làm theo những gì mà cho an toàn và sạch sẽ, đẹp đẽ, mát mẻ, thông thoáng hơn, và để cho tất cả anh chị em vui hơn, nhộn nhịp hơn, để cho cuộc đời xinh tươi như hoa hơn. Cảm ơn tất cả anh chị em đã đón xem theo dõi chương trình của Thi vào ngày mai. Bây giờ Thi vô đâm gọi. Thì lúc đầu mà Thi chưa có thì Thi ước rằng Thi phải có tiền và Thi sẽ mua mai bán được, là điều ước thứ nhất. Còn điều ước thứ hai là Thi cầu xin cho Thi mua mai bán được rồi Thi sẽ có tiền Thi mua nhà và mua xe. Nhưng mà Thi chưa mua xe hơi, Thi chỉ mua xe máy thôi. Mua xe máy đầu tiên mà những điều ước của Thi là lần đầu tiên Thi sẽ thực hiện được. Và bây giờ Thi sẽ mua nhà được, Thi sẽ thực hiện được. Và kế tiếp là Thi sẽ có con và thụ tinh nhân tạo. Anh chị em hay thắc mắc, mọi người hỏi Thi giờ còn ước gì nữa. Là Thi ước á, là Thi có tiền thiệt là nhiều. Và Thi sẽ đi du lịch toàn cả thế giới, thứ nhất. Thứ hai nữa là Thi sẽ có tiền thiệt là nhiều. Thi sẽ chích ra 10%, 20% đi từ thiện cho những người xã hội ngoài đời, ai khổ sở mà giống như là kinh tế không may mắn hơn Thi. Thi sẽ đi từ thiện cho những người đó, hoặc là những người Việt Nam sống ở tại Campuchia. Thì điều ước thứ hai mà những sự tích cực, thì Thi sẽ gắng cố gắng duy trì cái quán của Thi để tạo cho công ăn việc làm những người chòm xóm hoặc là những anh chị em này nọ khổ cực, để cho nhiều người để làm việc nhà Thi. Đó, để cho có tiền đồng vô đồng ra, để có công ăn việc làm ổn định hơn. Đó. Còn điều ước thứ tư nữa thì Thi hiện tại thì Thi nói chung ra cuộc sống của Thi cũng ổn định rồi. Thì nói chung ra chỉ cần là tình yêu. Tình yêu đối với Thi thì nói chung ra thì nghèo giàu không quan trọng, quan trọng là cao to bự đẹp trai. Trời ơi, đó, giỏi giang hiểu biết. Đó, đám cưới là Thi chịu. Đó, về điều ước mà của Thi ước nhất hiện tại. Giờ Thi đâu có cần gì nữa đâu. Thi chỉ cần là giống như là có người yêu và hiểu Thi. Thì cái việc từ thiện á, thì ngày 29 Tết từ thiện ở dưới Tâm Nông Đồng Tháp. Còn cái từ thiện thứ hai là ở Tây Ninh á, thì Thi đang liên hệ với người địa phương mà lúc trước mà Thi mới về đất nước Việt Nam á, mà cái khu nhà Thi ở á,
đó đó thì Thi phát 200 người ở tại khu đó, ở tổ 4, ấp 4, ngay cái khu đó. Bây giờ Thi đang lấy số điện thoại này, không lẽ Thi điện liền. Alo, con xin chào chú. Chú ơi, chú là ngay chỗ mà ấp 4 ở Tân Lập phải không chú? Giống như là chú phát giấy cho con, cái tới ngày cái con đi con sẽ cho anh em con ngay khu đó. Mà con nhờ chú rồi để phát cho những người nghèo 200 người á. Cái đó là mình, ví dụ cái hàng mình về cái ba cái quà mình tập trung chỗ rồi mà bà con đến nhận cái gì? Đúng rồi, con tập trung nhà con ngay khu đó. Nhà ông Tỷ á, chú biết chú ông Tỷ không? Tỷ nào ta? Ông Tỷ gì lạng mà ngay chỗ mà Tâm về. À, đó cái nhà đó luôn á, con để đồ ngay đó, rồi con cho muốn cho tập trung lại đó. Đúng rồi, nhà bà Lạng con nè. Con ở đó, con ở đó đó. Rồi bây giờ là giờ con điện cho chú trước vậy đi, giờ con điện liên hệ với dì Lạng để mua gạo, mua gì sẵn hết rồi con đưa vé chú đi phát luôn nha. Ê Xài ơi. Rồi bây giờ vậy nè, tao chuẩn bị vậy nè, mua gạo á thì tao đông 15 kg, hiểu không? Bây giờ mày đi lợi ngay chỗ tiệm gạo đi, mày hỏi người ta đi. Bây giờ là 200 phần là một phần 15 kg gạo. Rồi xong đi mày hỏi bao nhiêu tiền rồi tao mày điện mày nhắn tin cho tao cái tao gửi chuyển khoản cho mày. Con Xài này á là ngày xưa á là nó bên Campuchia chung với Thi nuôi cá. Nó mua cá ở ngoài sông về á là nó mướn Thi với mẹ Thi đi là cắt đầu cá. Cắt đầu cá ngày cả 100 kg để thấy lấy đầu cá về cho cá ăn. Nhà nó là bán chả cá. Nhưng mà bây giờ cái nó về Việt Nam trước Thi thì cho nên là cái nhà của nó là nó về Việt Nam là nó mua nhà thôi. Nhưng mà nó chưa ở, nó cho mẹ Thi ở trước. Thì cho nên mẹ Thi ở được 5-6 tháng. Cái xong bắt đầu cái nó mới về ở, là xong cái Thi mới đi qua bên nhà khác thì ở. Đó, rồi nói chung ra cũng ở gần cái nhà bên Campuchia nhưng mà giờ về Việt Nam hết trơn rồi. Thì cho nên là cái lịch sử này cũng rất là nhiều, cho nên là Thi nhờ nó là cái khu đó phát quà. Thì nói chung ra lịch sử của Thi ở chợ Tân Lập rất là nhiều. Thì cho nên kỳ này Thi sẽ về phát quà, bây giờ ngày mai Thi cho thông tin. Được rồi tuần sau thứ hai đi luôn. Đó, được rồi 2 tuần nó đi cũng được. Bữa nay con của Thi lớn rồi. Dễ cưng chưa? Bữa nay đẹp gái chưa? Bữa nay con gái Thi rất là dễ thương. Được 2 tuổi rồi. Đúng 2 tuổi luôn nha. Chụp hình. Có cái điệu chu môi đó đó. Này đẹp gái chưa? Đó. Miss Universe from Vietnam Nguyễn Hoa Mỹ Tiên. Ok, nhưng bây giờ Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn theo dõi kênh Thi, nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh cho Thi nha. Và tất cả chúc tất cả anh chị em mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Với lại gần Noel rồi, mọi người hãy gần Noel sắp tới rồi thì mọi người lạnh lẽo lắm. Nhớ có người yêu đi theo để đắp mền cho mình. Còn anh nào muốn đắp cho Thi bấm số 1 cho em nha. Bấm số 1 tối em cho đắp. Rồi cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại vào clip ngày mai.